ghi nhận dọc tuyến đường Mai Chí Thọ, thành phố Thủ Đức. Các nhà vườn đều khấp khởi, vui mừng khi hàng trăm cây bưởi diễn sai trĩu quả. Vàng ửng thu hút người dân đến chiêm ngưỡng và đặt mua. Đa phần bưởi diễn được vận chuyển từ ngoài Bắc, chủ yếu ở các tỉnh Hưng Yên, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để tăng lượng tiêu thụ. Theo đó, cây bưởi diễn lúc chín, trái sẽ ngả màu vàng óng, có mùi thơm dịu, hương thơm thoang thoảng và chân được từ 3 đến 4 tháng. Hiện tại, các nhà vườn đã nhận được 30% lượng khách đặt cọc trước, mặc dù giá bưởi diễn đã tăng từ 20% đến 30%. Cụ thể, giá thấp nhất dao động từ 6 triệu 500 ngàn đồng một cây và cao nhất khoảng 55 triệu đồng một cây. Giá cả của bưởi năm nay thì chắc chắn là sẽ tăng, nhưng mà nhà vườn năm nay cố gắng hết sức là không có tăng giá để duy trì cái lượng khách năm nay. Tại vì mọi người đều biết là năm nay giá xăng dầu tăng rất là cao, nên là cái giá trị của cây nó sẽ tăng từ 20 đến 30%. Nhưng mà do là cái mặt hàng này là của nhà vườn làm ra, nên là nhà vườn cố định giá trong khoảng tầm từ 5 năm đổ trở lại đây là nhà vườn không có tăng giá, và giá cố định giá là bưởi nhỏ là 6 triệu rưỡi. Để thu hút lượng tiêu thụ, nhà vườn cũng chú trọng trang trí các phụ kiện Tết trên cây bưởi diễn như bản lộc treo với các câu chúc an khang thịnh vượng, tiền vô như nước. Qua đây, nông dân hy vọng sức mua cây bưởi diễn sẽ tăng cao, đem lại nguồn thu nhập ổn định vào dịp cận Tết.